Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Sơn Đủ. Mình là Sơn đây. Và ngày hôm nay, mình sẽ cho các bạn được thấy những hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Một cây kem có hình mặt của cái cậu bột biển quần vuông đúng không? SpongeBob SquarePants. Trông rất là dễ thương đúng không? Nhưng mà đây mới là sự thật. Bình thường mắt phải là màu đen, nhưng mà qua đến cái cây kem này thì mắt nó thành màu xanh mất tiêu rồi. Xong rồi cái quả răng mồm của cái cậu bé bọn biển thì rất là to, nhưng mà răng thì nhỏ thôi. Cái này thì nó ngược lại hoàn toàn luôn ấy. Và đây có lẽ là lý do mà tại sao ấy là không nên có in hình nhân vật hoạt hình lên trên kem. Bởi vì là nếu mà nó xảy ra tình trạng như cái cây kem này có thể là bị chảy, thì nó sẽ hình thành một cái khuôn mặt nó ghê tởm như thế này đấy các bạn ạ. Khi mình đang mua đồ trên mạng và mình thấy có một cái hình vâng, mình không biết đây là một cái bánh hay là một con búp bê đó các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ là kiểu một cô nhân vật mặc bộ đồ du hành vũ trụ đúng không? Rất là dễ thương. Nhưng mà đây mới là thứ mình nhận được các bạn ạ. Vâng các bạn ạ, công nhận giống nhau y chang, khác mỗi cái mặt thôi. Ở trong những bộ phim mà đua xe, mụ ô tô các kiểu, các bạn đã quá quen với hình cảnh là xe ô tô mà vít ga lên, bật công tắc nitro lên là bắt đầu lửa ở cái phần kéo khói nó sẽ phụt ra, rất là hoành tráng đúng không? Đấy, hình minh họa là như thế. Mà thực tế đây các bạn ạ, nha, thực tế khi mà các bạn vít ga quá 180 km/h ra lửa nó cháy hết cả đít xe luôn nhá, không hay một tẹo nào đâu. Ô cái gì đây? Chili. Cái này là ớt à? Ớt là ớt xay à? Không có đậu, nhưng mà tại sao cái màu nó từ một cái màu đỏ đỏ đẹp như thế này mà nó lại ra một cái đĩa mà. Ok, rất xin lỗi những bạn nào mà đang ăn cơm. Vâng các bạn ạ, mình muốn xin lỗi các bạn vì cái hình ảnh vừa rồi, bằng việc là mình sẽ đưa cho các bạn một nơi mà cực kỳ tuyệt vời, mà đảm bảo các bạn sẽ vô cùng thoải mái khi mà đến. Đó chính là fanpage mới, fanpage Facebook mới của mình các bạn ạ. Ở địa chỉ là facebook.com/sinhto.sonju sinhto.sonju, tức là sinh tố sơn đồ đó các bạn. Đó, các bạn có thể tự search trên Facebook sơn đồ với cái ra được cái fanpage mà avatar với cái cover như này này. Đấy, thì đây là fanpage Facebook mới của mình, và mình đang rất mong đợi là các bạn hãy đưa cho fanpage của mình lên được con số 10.000 follow trong vòng 1 tuần nữa thôi. Hiện giờ đã có 1.600 rồi, chỉ còn có tầm 8.000 hơn người follow thôi. Nào, các bạn mỗi người vào đây một view là một follow, đảm bảo mình sẽ lên 10.000 follow mà thôi. Ở tại fanpage này mình sẽ đăng thêm một số những video mình chơi game, đảm bảo sẽ giúp cho các bạn giải trí. Và tại đây mình cũng sẽ nhận tin nhắn của các bạn khán giả để mà mình làm chương trình thứ 7 cùng Sơn Đồ. Mình sẽ không nhận ở cái fanpage cũ nữa. Thì đường link dẫn đến cái fanpage này mình sẽ để hiển thị trên màn hình cũng như ở phần mô tả và phần bình luận luôn. Hãy vào cho mình một follow nhá. Ok, cảm ơn các bạn, quay trở lại với video nào. Bên trái là một cái thảm mà có hình của nhân vật Homer Simpson đang ẩn vào trong bãi cỏ. Đây, cái này là một cái meme ở trên mạng, không biết các bạn nào biết cái meme này không? Thì hình minh họa nó là như vậy. Còn khi mua thật về thì nó như này đây. Vâng, đây là Homer Simpson, nhưng mà ông ấy bị đấm mấy phát vào mặt, thành ra là mắt ông ấy sưng đen luôn, môi cũng sưng vù lên luôn. Ê, tại sao lại có thể có một kiểu nó rõ ràng là nó khác biệt hoàn toàn luôn ấy. Bên này là cô công chúa, hình như là mình nhớ là ở trong bộ phim hoạt hình của Disney, cái gì nhỉ, công chúa và quái vật à, đúng nhỉ? Mình không nhầm là thế, tại vì bộ phim này mình cũng chưa xem. Nhưng mà kệ đi, dù sao thì chúng ta thấy rằng trong phim cô ấy rất là xinh đẹp đúng không? Sự mình cũng không biết phải nói lời nào với cái quả này nữa các bạn ạ. Không biết là người thợ làm bánh tài năng nào đã nhìn vào cái cô công chúa này và để vẽ và để tạo nên cái bánh mà. Trailer game có vẻ rất là căng thẳng đúng không? Ôi khủng long này. Khủng long bạo chúa gào thét, phía trên là máy bay. Khung cảnh rất là kiểu như kiểu tận thế đúng không các bạn? Trailer game là vậy. Còn đây là game thực tế. Vâng, cái này nó hơi phóng đại một tí thôi, nhưng mà mình biết rằng là các bạn có thể đã từng xem rất là nhiều những cái video trailer giới thiệu về game, nhưng mà khi các bạn chơi game thực tế thì hoàn toàn nó không phải như vậy. Và cái điều này là đặc biệt đúng với những cái quảng cáo game mobile các bạn ạ. Quảng cáo game mobile vô cùng nhiều những quảng cáo mà nó fake, nó đưa rất nhiều những cái thứ mà sai lệch về game. Game rất là kiểu hoành tráng không? Vào đánh nhau
chém kỹ năng các kiểu. Xong bắt đầu mở game lên thì hóa ra là mình ngồi mình chỉ cái việc là có bấm nút thôi, còn lại là nhân vật nó tự chơi hết. Còn hình xấu òm, không biết là có bạn nào đã từng tải game về vì quảng cáo nó quá hay, xong rồi khi chơi game mới nhận ra là nó dở tệ và phải xóa đi ngay chưa? Bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Tiếp tục là một cô công chúa nữa của Disney, nàng Bạch Tuyết, quá là quen thuộc đúng không? Còn đây là nàng này là nàng gì em không biết nữa. Nàng này là nàng Hắc Tuyết rồi các bạn ạ. Nàng này là nàng Bạch Tuyết nhưng mà chơi đồ hơi quá rồi. Ít nhất ấy cũng phải làm cho nàng Bạch Tuyết là có cái nước da là màu trắng chứ đúng không? Chứ không phải là một cái nước da màu vàng vàng nâu nâu như thế này. Một chiếc bánh kem mà được tạo hình như kiểu là một bức tường và ở phía trong là người khổng lồ xanh. Hook đã hook đổ bức tường đấy. Nhưng đấy là hình minh họa thôi. Còn đây là sự thật. Không những là không thèm làm cái viền xung quanh của cái bánh là cái bức tường gạch là cái bức tường gạch. Cái người làm bánh này chỉ đơn giản là in hình của Hook ra một tờ giấy xong rồi dán lên cái bánh. Cái này đúng thực sự là lừa đảo một cái trắng trợ luôn ấy. Mình không nghĩ rằng là cái người nào đặt bánh mà có thể đồng ý lấy cái bánh này về đâu. Quá là sai luôn. Chúng ta có kẹo của kẹo mà in hình cô bé Dora các bạn ạ. Cô bé Dora, cái này không biết các bạn nào xem phim hoạt hình của cô bé này không? Vâng, và như ở đầu video mình đã nói về việc là tránh không nên in nhân vật hoạt hình lên trên mấy cái kẹo và cái kem. Từ một cô bé Dora dễ thương và bây giờ đã biến thành một con quỷ rồi. Không hiểu là tại sao có thể lừa người ta một cách trắng trợn như này luôn ấy. Cái này là... Mắt thì lệch, xong bắt đầu đen xì. Trông đúng thực sự mình nói là con quỷ chuẩn chưa? Cái miệng của Dora thì trắng trắng, nhỏ nhỏ, dễ thương như này. Còn đây là cái gì đây? Thua. Kitchen scale. Một cái cân mà có thể đo được là tối đa là 1000g. 1000g là bao nhiêu cân nhỉ? 1 cân. Đúng rồi. Nhìn trông đẹp đúng không? Trông đẹp đấy. Mà đây mới là hàng thật này các bạn ạ. Một cái cân không hề có một chỉ số nào để hiển thị ra số lượng, cái khối lượng của cái vật đang được cân. Thôi, cái này mình nghĩ rằng ấy, nó sẽ không dùng được ở đâu, chỉ có dùng được một nơi thôi. Đó là chợ ở Việt Nam. Khi mà những cái bà bán thịt bán cá mà phải dùng cân như này ấy, bà ấy không cần phải nhìn vào cân. Bà ấy đặt lên xong bà ấy tự nói ra một cái giá là được rồi. Vì làm gì có cái cân nào ở ngoài chợ là cân đúng đâu. Toàn cân điêu, cân giả cả. Thì cho cân này vào thì cũng thế. Mặt nạ dưỡng da Animal Panda. Đấy, gấu trúc. Mặt nạ này giúp cho mặt sáng hơn. Cái này đúng là sáng hơn thật đấy. Nhưng mà nó chỉ sáng hơn khi mà các bạn sử dụng cái mặt nạ này mà phục vụ cho chuyện cướp ngân hàng xong rồi bị công an bắt ấy, công an chiếu đèn pin vào mặt bạn á, ok thì mặt bạn sáng hơn rồi đấy. Không thể nhìn ra được con gấu trúc nào ở đây luôn. Một chiếc tai nghe với có thiết kế có vẻ là kiểu style với cái tai nghe không dây, AirPods các kiểu, với giá là 40 ringgit, là đơn vị tiền của Malaysia các bạn ạ. 40 ringgit thì mình cũng không biết là bao nhiêu tiền Việt Nam. Và đây là sản phẩm thật sự. Cái này ấy, nó là cái vòi hoa sen để cho các bạn tắm, chứ không phải là cái tai nghe. Tai nghe mà to đùng như thế này thì làm sao mà đút vừa vào tai nào? Đút vừa tai ai? Đút vào tai voi à? Không phải tin được có thể có một cái sản phẩm như thế này được luôn. Hình minh họa khi bạn đặt mua găng tay vô cực của Thanos ở trên mạng. Tất nhiên nó chỉ là hình minh họa thôi. Còn đây này. Đây mới là găng tay vô cực ở ngoài đời nha các bạn. Còn đây là găng tay vô cực trong phim thôi. Ngoài đời mình chỉ có cái này thôi. Ê, nhưng mà chính ra nhá, là làm được mấy cái viên ngọc này cũng giỏi này. Nhưng mà mình không biết là mấy viên ngọc này thực sự nó là gì. Nó là mấy cái viên kẹo dẻo hay là nó là mấy cái tờ giấy màu mà người ta vo viên lại nữa. Nhưng mà nhìn cũng giống ngọc phết đúng không? Vâng. Đây các bạn ạ. Đây là một sự lừa dối trắng trợn. Tại sao mình đặt đồ như mình đặt đồ một đằng mà nó lại cho mình một nẻo như thế này? Hả? Các bạn thấy rõ ràng đúng không? Rõ ràng là mình đặt mua sản phẩm ở đây là một cô gái tóc vàng, tại sao lại cho mình một cô gái tóc đen? Hả? Hình minh họa với cả sự thật như thế này à? Hả? Hình minh họa, mình đặt mua một Buzz Lightyear rất là to, hoành tráng, mặc bộ đồ du hành vũ trụ, da hơi ngăm đen. Sự thật, mình nhận được một Buzz Lightyear gầy cò, ốm yếu và da đen. Vâng. Nếu khi mình nói những cái câu ấy ra thì mình cảm thấy rằng là nó nghe nó rất là sai. Chúng ta có Captain America. Nào, để xem nào. Để xem hình minh họa ở đây. Sự thật. Hehehehe
Vâng, đây là đang là ở trong một tiệm xăm. Và cái anh này là đang xăm cái nhân vật Lara Croft ở trong bộ phim Tomb Raider. Đấy, xăm lên trên vai. À, lên trên cái bảo vai, cái cánh tay này. Nào để xem nào. Để xem cái hình xăm này như thế nào nhá. Mình cứ tò mò đây. Nào bây giờ này, phải lau đi này. Lau xem như nào nào. Rất từ từ. Trông ai cái tay. Trông ai cái tay này. Đây con đi gần mà. Giống nhau y chang đúng không? Khắc mỗi cái mặt. Cái mặt ông này. Thôi đừng có lau nữa. Thật sự đừng có lau nữa. Bây giờ ấy, cái này ấy, nên học tập cái bánh mà húc ấy. Để nguyên tờ giấy này dán vào cái cánh tay của ông này nó xong đi. Chứ đừng có xăm kiểu này nữa rồi ôi. bánh cupcake hình Pikachu mà hình minh họa như thế này. Có sự thật. Pikachu mà mắt với tai thì gắn liền với nhau. Mắt thì xiên vẹo. Xong bắt đầu quả bóng Pokemon thì what? Cái này là bóng Pokemon hả? Đây các bạn ạ, đây là một lý do mà tại sao ấy là không nên là bắt chước những cái hình minh họa trên mạng mà làm những cái kiểu bánh rồi đồ ăn, thì đảm bảo là tới đến 99% là các bạn sẽ không thể nào mà làm chuẩn được như hình trên mạng đâu nhá. Bánh hình con bạch tuộc. Trông cũng dễ thương đấy. Liệu nhưng mà đây là hình minh họa thôi. Có sự thật thì như thế nào nhỉ? Có nhầm không? Có trong lúc người ta làm cái con này ấy là có bị nhìn nhầm hình không ấy? Hình minh họa. Hình thật. Cái này là hình minh họa của món ăn, cái này là gà chanh à? Gà nhưng mà gà xé nhỏ với cả vắt chanh các bạn ạ. Nghe cũng có vẻ ngon đấy. Nhìn hình cũng đẹp đấy. Mà sự thật này. Hình minh họa, sự thật. Real good. Đúng là tốt real đấy, chứ không tốt fake đâu. Chưa hết, vẫn tiếp tục là cái real good này. Hình minh họa, chúng ta có gì đây? Creamy mashed cauliflower and braised beef bao. Ok, mình chỉ dịch được cái này là thịt bò thôi, với cả cái gì kem kem đấy thôi. Nhìn đẹp đấy. Vâng các bạn, mình không biết là đây là do cái người ta làm cái bát này này, người ta đổ các thành phần vào, người ta làm nó bị sai nên như hay là nó bị thiếu một cái thành phần nào đấy chứ nó không ra được hình minh họa. Nhưng mà kiểu rõ ràng hai cái nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau luôn, không hề giống một tẹo nào cả. Hình ảnh mang tính chất minh họa thì cũng phải minh họa cho nó chuẩn một tẹo chứ. Lại là real good với món này là món steak burrito, nhìn trông cũng có vẻ ngon nhờ. Cái này các bạn nhìn có khác gì một cái bãi nôn không? Vâng, nói bãi nôn thì nghe nó hơi quá, nhưng mà thực sự là đây không phải là món ở trong cái hình minh họa luôn. Và mình nhìn thấy là những cái bát này có vẻ những cái bát mà đựng những cái món ăn này rất là giống nhau. Có thể là đây là cái món ăn liền các bạn ạ. Tức là người ta chỉ lấy trong cái hộp của cái hộp này ra là sẽ có cái bát này luôn và có món ăn trong này như này luôn rồi. Thế thì rõ ràng là đây là một cái thứ mà sai lệch hoàn toàn hình minh họa với cả sự thật. Cái này như kiểu lương khô nhở. Có chia đôi này, bên trái là vị sô cô la, còn bên phải là vị đậu bơ đậu phộng giòn giòn. Nhìn cũng to đấy, cũng có vẻ cái này mà bẻ đôi ra thì cũng được, nhưng mà không, sự thật ở đây nhá. Thì đúng là chia đôi đấy, nhưng mà có vẻ là màu đen với màu nâu nâu ấy nó có tỷ lệ khác biệt hoàn toàn rồi. Vâng, đến cả cái thanh lương khô nó cũng còn phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc nữa, thì các bạn biết là đấy như thế nào đấy. Cookie butter, bánh bơ. Hình minh họa này trông nhìn giống cái bánh rán của Doraemon nhờ. Hai cái phần bánh kẹp vào phần giữa nhân rất là nhiều. Không có đâu, hình minh họa thôi. Đây này, đồ thật đây này. Cái này chắc chắn là không phải là người ta liếm hết cái phần nhân rồi người ta bày ra để chụp ảnh cho các bạn xem đâu nhá. Chả ai mà ác ý như vậy đâu. Thế này rõ ràng là lừa người rồi còn gì nữa. Như kiểu cái này là y chang như kiểu là đây này. Đây chỉ là cái phần trước của cái bánh thôi. Đây này là cái không là khúc này. Là nó có nhân, là mặt trước. Và phần sau này là không có một tí nào là nhân luôn. Hình minh họa là bánh sinh nhật người nhện. Sự thật, bánh sinh nhật người bướm. Vâng, mình không nghĩ ra được con nào khác trong cái hình này là ngoài con bướm cả các bạn ạ.
người ta con nhện đây 8 chân rõ ràng, còn đây thì các bạn nhìn đây rõ ràng nó là cái cánh đúng không? Nó là cái cánh của con bướm đúng không? Từ người nhện thành người bướm. Bánh sinh nhật hình Coco Melon. Cái này là một cái kênh YouTube cực kỳ nổi tiếng này. Nhưng mà đấy là ở trên YouTube thì mới đẹp như này thôi. Ngoài đời thế này. Ok, thật ra ấy, thì nhìn cái này nó cũng không quá tệ đâu. Nó không quá tệ như là những cái sản phẩm, những cái hình minh họa trước đâu các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà để so sánh với chính cái hình minh họa của nó thì ok. Rõ ràng là rất sai rồi. Và cái này ấy, màu đỏ này mình thấy rằng là người ta nên đổi cái này thành hình nút play của YouTube thì hợp lý hơn là mặt của cái con Coco Melon này. Từ đầu video đến giờ thì các bạn đã phải rất là thất vọng với cực kỳ nhiều tình huống mà hình minh họa sai trái với sự thật rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến một nơi mà ở đó tất cả các hình minh họa đều y chang sự thật. Lúc này thì hình ảnh không chỉ mang tính chất minh họa nữa rồi, và đó không ở một nơi nào khác ngoài Nhật Bản. Chúng ta đi cà phê Starbucks ở Nhật Bản. Chúng ta gọi món là American Cherry Pie Frappuccino. Hình minh họa món các bạn nhận được y chang, không sai một tí nào luôn. Chắc cùng lắm sai là không có cái ống hút thôi. Đây này, phần ở lớp trên nha. Đây, phần bánh này, đúng luôn. Phần bên phải sẽ có phần kem, đúng luôn. Ở phần dưới cái nắp là sẽ có một cái đường lớp dìa cái nâu nâu. Đây có luôn. Ở dưới có luôn. Nó giống y chang những cái hình poster, những cái hình minh họa các bạn ạ. Đỉnh thật sự. Tiếp tục là một món, cái này là bánh tổng hợp à. Vô cùng nhiều loại bánh ở trong một cái menu của một quán ăn Nhật Bản. Và tất nhiên rồi, sự thật y như kiểu ấy là có một cái bảo bối của Doraemon ấy giúp cho các bạn lấy món ăn từ trong cái trang menu, trang thực đơn đem bê ra ngoài. Thì đây, không hề sai một tí nào luôn. Giống y chang. Tại sao người Nhật có thể làm đỉnh như vậy được nhở? Tiếp đến là một món có vẻ như là một món bò bít tết à. Bò bít tết ở nước Nhật Bản. Có bò này, có khoai tây nghiền này, có một chút rau. Cái này là cái... ở cái này mình không biết là cái gì. Nước chấm à? Rồi một lát chanh đúng không? Và đây là những gì bạn nhận được. Cách sắp xếp y chang như là cái hình minh họa. Đúng thật sự luôn. Cái này khẳng định cho một điều là ở Nhật Bản ấy, bạn nhìn thấy cái gì ở trong menu thực đơn đồ ăn, bạn sẽ có đúng cái đó. Không những là Nhật Bản chỉ chuẩn ở đồ ăn, mà đây kể cả cảnh tượng thiên nhiên Nhật Bản ở ngoài đời, họ bưng y chang vào trong anime, không khác nhau một tí gì luôn. Và đây cũng là một điểm mà mình cực kỳ thích của Nhật Bản, là họ làm phim hoạt hình anime, họ lấy y hệt những cái cảnh tượng ở đất nước của họ để họ đem vào trong phim luôn. Thế nên là thành ra là có rất là nhiều địa điểm mà nhờ bộ phim anime nổi tiếng mà trở nên nổi tiếng thành một cái địa điểm thu hút khách du lịch ở ngoài đời các bạn ạ. Và chắc chắn rồi, mình sau này mình mà đi Nhật Bản á, là mình sẽ phải làm ngay một bộ ảnh, là mình sẽ đi đến tất cả những cái nơi nào mà nổi tiếng ở trong các bộ phim anime mình yêu thích, mình sẽ chụp hình ở đấy các bạn ạ. Vừa nãy mình bảo Nhật Bản là nhìn thấy cái gì là có y chang cái đấy á. Thậm chí có một số thứ ấy mà nhìn như thế ở Nhật Bản mà cái thứ bạn nhận được nó còn nhiều hơn cơ. Đây là nhân vật, mình không nhớ là đây là nhân vật tên là gì ở trong bộ phim Bảy Viên Ngọc Rồng. Và đây là những gì bạn nhận được khi mà biến đổi dưới dạng là figure đồ chơi. Các bạn hiểu ý mình đúng không? Các bạn hiểu ý mình là ở Nhật Bản là chúng ta có được nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi mà đúng không? Mua ở đâu nhỉ? Để mình bổ sung vào dàn figure của mình. Góc này thì không thấy đâu, nhưng mà đây mình chỉ có hai đứa này thôi. Có một cái món ăn mà cực kỳ nổi tiếng về cái chuyện là hình ảnh chỉ mang cái chất minh họa, đó là những cái hamburger. Ở Nhật Bản chúng ta có hamburger. Vâng, nhìn cái quả hình minh họa này thì mình nghĩ rằng là không ai hy vọng là sẽ có một cái hamburger này có thật ngoài đời đâu đúng không? Chắc chắn là các bạn, mình nghĩ rằng các bạn cũng chưa bao giờ được mua một cái hamburger nó nhìn như thế này cả. Nhưng nếu các bạn qua Nhật Bản, các bạn sẽ có một cái hamburger y chang như vậy. Ôi, mê. Nhân không biết là nhân viên có tâm thế chứ thế này. Trời ơi, thế này mới xứng đáng cái đồng tiền mình bỏ ra để mình mua ăn chứ đúng không? Ekiset popular menu à, đây là thực đơn mà nổi tiếng, tức là được nhiều người lựa chọn nè. Đây là món gì đây? Món này là món ok, mình không biết đây là món gì. Có cơm với cả soup miso, có vẻ là khá là nhiều đấy, nhưng mà nhìn màu thèm nhờ. Và đây là sự thật y chang luôn. Từ cái cách bài trí những cái miếng thịt này đúng không? Xong rồi để thêm cả hai cái miếng như kiểu miếng trứng hay là miếng gì mình cũng không biết nữa. Để lên trên mặt của thịt cũng giống y hệt như hình minh họa. Đấy, người ta có tâm, người ta làm từ những cái nhỏ nhất như thế này.
thế thì mới làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và cảm thấy sung sướng khi mà đi gọi món đồ ăn chứ, đúng không? Bạn tôi nói rằng là ở Nhật Bản là hình minh họa luôn luôn chuẩn. Đâu, từ từ để xem lại nào. Từ từ bình tĩnh, cái này nó bị nhanh quá. Rồi, hình con gấu là lấy thật cái kẹo, cái bánh con gấu, bánh gấu và để lên hình minh họa. Nó chuẩn với cái cỡ luôn. Cái hình minh họa như thế nào nó chuẩn với cái bánh thật như vậy luôn. Xong rồi, cái miếng khoai ở trong cái lọ khoai tây chiên nó giống y chang như miếng khoai ở hình minh họa. Tại sao nó có thể giống đến cả kích cỡ lẫn cả hình ngoại hình được nhỉ? Trời ơi. Đây là một cái cấp độ mà cái cấp độ mà thể hiện hình ảnh của sản phẩm nó đến một cái tầm cao mới rồi các bạn ạ. Trời ơi, không những là chuẩn về hình ảnh, chuẩn về chi tiết chất lượng mà nó còn chuẩn về cả cái kích thước nữa chứ. Trời, gán vào là y chang luôn. Tại sao có thể làm được điều đấy nhở? Từ nãy giờ hơi bị nhiều đấy nhá. Rất nhiều luôn. Vâng các bạn ạ, qua rất là nhiều ví dụ vừa rồi của đất nước Nhật Bản, mình nghĩ rằng là tất cả các nước trên thế giới nên học tập Nhật Bản ở cái khoản này. Hãy làm sao cho những cái hình minh họa của những sản phẩm của nước họ hãy giống với cái sản phẩm thực tế một cách gần nhất, chứ đừng có lừa người như là những cái ví dụ mình đã đưa ra ở đầu video. Chán lắm các bạn ạ. Vâng, và vừa rồi là những hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nếu các bạn đã xem video này được đến khúc này rồi á, thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ thích xem video này nữa đấy. Hãy thử bấm vào và xem để xem mình có nói đúng không nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơn Đù và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.